chị và các bạn, chào xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Nghiên Ô Tô của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn đó là mẫu xe của đến từ thương hiệu Dongben SRM. Hôm nay hai mẫu xe mà em giới thiệu cho anh chị là đó là SRM T30. Đây, mẫu này có số loại là SRM T30 và bên đây là SRM T20. Thì nói về hai mẫu xe này thì nó sẽ phân biệt ra là con SRM T30 này sẽ là cao cấp hơn, nó sẽ có giá thành nhỉnh hơn một chút. Còn SRM T20 này sẽ hơi giá sẽ hơi thấp hơn một chút thôi. Thì nói về cái giá cả rồi thì em sẽ báo luôn cái giá niêm yết rồi hiện tại của con SRM T30 này thùng mũi bạc. Thì con này hiện tại có giá niêm yết là 227 triệu. Giá niêm yết là 227 triệu, còn chưa giấy tờ, chỉ giá xe và thùng thôi. Còn con SRM T20 này có giá niêm yết thùng lẫn là 202 triệu. Đó, mình có thể phân biệt giữa hai con này đó là về mặt ga lăng phía trước, mình có thể nhìn là mình sẽ phân biệt được hai con nó sẽ khác nhau. SRM T20 thì cái mặt ga lăng nó chỉ là một liền một khối kiểu này, nó không có, nó cũng khá đơn giản. Còn SRM T30 thì nó kiểu như nhìn giống khá giống là thương hiệu BMW. Cái mặt kính chắn gió của nó thì khá là giống thương hiệu BMW. Cả hai con này thì đều nó sử dụng là máy 1.5 lít. Đối với dòng xe tải nhỏ thì máy 1.5 lít này là mình đi là nó rất khá là khỏe rồi, không có cần thiết phải lớn hơn, như thế là đủ để mình đi và nó đảm bảo nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu chứ không có cần máy lớn quá. Rồi em sẽ giới thiệu sơ lược về phía trước rồi về cụm đèn của nó. Thì mặt ga lăng thì mình đã thấy rồi, mình đã thấy quan sát là nó là kiểu mạ chrome và kiểu giống như hai lưới tản nhiệt giống như kiểu BMW. Còn cụm đèn của nó là tích hợp cả đèn pha cốt và đèn xi nhan trên một cụm đó, hai bên. Còn phía dưới này nó có một cái đèn sương mù, đèn sương mù luôn, nó trang bị mình đèn sương mù luôn để mình còn. Và phía dưới này thì nó có lưới tản nhiệt, phía trong là có cách nước nè, gió sẽ mình có thấy gió nó sẽ lùa vô và làm mát cho động cơ tốt hơn, làm mát cho cách nước tốt hơn để giải nhiệt. Rồi đi vào phía bên hông xe của con SRM T20 này, mình cũng có thể thấy là nó trang bị cho một cái đèn xi nhan. Đèn này sẽ sáng luôn khi mà mình xi nhan trái hay phải, nó sẽ sáng bên hông luôn để mà người bên cạnh bên hông có thể quan sát rõ hơn. Về phần tay nắm cửa thì mình có thể thấy nó mạ chrome nè, nhìn cũng rất là thời trang. Về phần gương của xe thì gương này là nó chỉ trang bị một gương nhỏ thôi, không có xe nhỏ tải nhỏ thì chiều dài thùng không quá dài nên mình gương này mình đã quan sát rồi, không cần quá to, nó cũng vừa phải nên mình đã quan sát. Gương này mình chỉ chỉnh bằng cơ nha, không có chỉnh điện nha quý anh chị, mình chỉ chỉnh bằng cơ thôi, mình chỉnh bằng cơ, mình điều chỉnh tay, mình điều chỉnh ở phía trong lòng gương này thôi. Về phần lớp xe này mình có thể thấy lớp xe của con này nó sẽ lớn hơn con SRM T20 bên kia, nó là mâm 14, còn con bên kia là mâm 13 thôi. Còn kích cỡ lớp thì nó cũng xem nhau, và lớp sử dụng là Kasumina 5 tắc kê. Cả lớp trước và lớp sau đều như là một bánh thôi, cả trục trước bên sau là trang bị một bánh xe mỗi bên thôi. Rồi đi vào phần cabin xe này, mình có thể thấy là cửa này nó mở cũng khá là hẹp chứ không có mở rộng một góc chính là đủ chốc 90 độ. Về phần cửa xe thì nó cũng trang bị là đã là kính chính điện, kính cái gương này mình sẽ nâng hạ bằng điện, bên tài là auto luôn, mình chỉ cần nút nhấn xuống dưới là sẽ giữ và tự hạ xuống. Còn nút mở cửa này mình cũng có nút lock cửa rồi, trang bị đầy đủ rồi. Bên phần trên, về phần cái ghế của xe này thì cái phần ghế tay mình có thể tĩnh tiến tới lui được nha quý anh chị. Đó, mình có thể tĩnh tiến tới lui được. Vô lăng thì được rồi, trang bị vô lăng 3 chấu kề tích hợp trên vô lăng. Rồi về phần cái công tắc phía bên tay trái này thì nó trang bị cho mình là như mọi loại xe tải khác là đèn xi nhan, bật xi nhan, bật tắt xi nhan trái phải và bật đèn. Còn bên cần bên trái này, còn bên phải này thì là sẽ là nút công tắc để bật gạt nước. Rồi. Còn phía bên này mình có thể thấy là nó có trang bị những nút bấm để bật đèn sương mù này, đèn pha cốt. Bên này là nút tròn chỉnh cái mức
chiếu sáng của cái đèn pha cốt này, mình có thể tính tầm tầm đồng hồ hiển thị, vòng tua máy và đồng hồ tốc độ động cơ thôi, tốc độ cũ xe thôi, cầm đồ cao tốc mét. Còn mức nhiên liệu động cơ và nhiệt độ nước làm máy sẽ hiển thị trên cái đồng hồ điện tử trên này. Rồi, rồi về phần có thể thấy là nó trang bị trên xe theo xe là một cái đầu này là đầu màn hình thôi, một cái màn hình để mà nó có gắn trang bị cho mình cái camera gì em mình nó sẽ có thể tích hợp đài radio FM ở trên cái đầu này luôn, và mình khi mà mình vô số dây thì mình có thể thấy được camera dây luôn, camera lùi mình có thể thấy nó được trang bị theo xe luôn anh chị. Rồi dưới này thì nó có xe được trang bị là điều hòa hai chiều luôn, có những nút chỉnh gió, tốc độ gió, máy lạnh, lấy gió trong gió ngoài, hướng gió, rồi, trang bị rất đầy đủ. Bốn xe có được bốn cửa gió điều hòa luôn anh chị, hai cửa hai bên hông và hai cửa chính giữa. Nút bật này đầu tiên thì sẽ nằm bên hướng chính giữa này. Rồi, phía dưới này thì có trang bị cho mình một cái nút tẩu nút sạc của xe, cái rắc cắm sạc này, lại là nút cái tẩu mồi thuốc. Hộp số của xe này sẽ trang bị hộp số 5 cấp như anh chị, 5 cấp tiến và 1 cấp lùi. Hộp số cũng khá là đơn giản và số này thì vô cũng rất là nhẹ chứ không có nặng, thể vô rất là nhẹ. Phanh thì phanh tay anh chị, phanh tay. Xe trang bị hai ghế ngồi, một ghế tài, một ghế phụ, và ghế này thì chỉ bằng nỉ thôi. Khác biệt, nó khác với con T20 bên kia là ghế con T20 kia bằng ghế da, ghế bọc da luôn. Tuy con này mắc hơn lại ghế nỉ, còn con kia là rẻ hơn xíu nhưng lại bọc da. Mình có thể thấy trang bị cho theo xe là có hai miếng che nắng cái bên tài bên phụ, gương chiếu hậu, đèn. Đèn mình có thể bật này, bật mỗi bên, tay bên rồi bật hai bên. Đấy. Rồi trên trần thì bầu cũng bọc nỉ thôi. Nếu mà muốn sạch sẽ hơn thì mình giờ mình bọc ni lông thêm, nếu mà nó sẽ giữ cho sạch sẽ hơn. Rồi về phần thùng xe này em sẽ quay sơ lược cho quý anh chị về cái phần thùng xe. Đó, thùng xe thì mình thấy ở đây thùng nguyên bài của cái xe con T30 này á, thì chỗ này là nó chết luôn nha quý anh chị, nó không mình không mở ra được. Chỗ này mình không mở ra được, nó chỉ có cái này thì em cũng biết là công dụng làm gì đó, nhưng mà cái này mình không mở ra được. Thùng này thùng từ nhà máy. Ở chiều có thùng này có chiều dài là 2m9, chiều rộng là 1m650 và chiều cao là 1m. Chiều cao là 1m6. Rồi, em sẽ mở ra chỗ anh chị phía sau này nhá. Đó, mình có thể thấy nó cái thùng nó làm cái khung xương rồi, nó đơn giản chỉ một vách thôi, vách chỉ một vách ngồi là bằng inox thôi, còn phía trong không vách chỉ thấy khung xương thôi. Này mình có thể mở cả hai bên rồi mình hạ cái bẩn này xuống, kèo động đồ bạc rồi họ trang bị theo đầy đủ như xe. Đó, mình có thể thấy một cái thùng tiêu chuẩn một chiếc T30 là nó như vậy. Đó, phía sau này thì có thể thấy đèn xi nhan đồ, đèn phanh rồi tích hợp cho một cộng hết. Nó có hai miếng dán phản quang này, hai miếng dán phản quang này, khi mà xe bữa đang đem chiếu đèn của mình nó sẽ hai miếng dán này sẽ phản quang cho dễ quan sát. Phía dưới này có trang bị cho mình một bánh xe cua. Ở bánh xe cua chỉ một bánh xe cua thôi nha quý anh chị. Bánh xe cua cùng kích cỡ với lại cả bốn lớp. Đây camera hình camera lùi của xe. Đấy rồi. Rồi. Còn phía bên về phía bên hông của bên phụ thì sẽ trang bị cho mình cái bình dầu, bình xăng chứ, xe này là chạy bằng xăng nha quý anh chị. Rồi đó bình xăng đó, rồi mình châm dầu châm xăng rồi cũng dễ lắm. Ở nó có thể cho chữ mình là dùng xăng 295 bạn nhé, này để cho mình dễ nhớ chứ không khi quên châm dầu lại thì hư máy đồ mất công lắm. Yeah.
Rồi thì bây giờ tạm thời chiếc T30 này thì em giới thiệu như vậy cho mình biết thôi. Bây giờ đến chiếc T20 này thì nó cũng khá là gì, giống chơi với con T20 thôi. Lốp thì nó nhỏ hơn. Đó, và phần đèn này nó cũng tích hợp là đèn pha cốt và đèn xi nhan ở trên một cụm luôn. Phía dưới thì vẫn có đèn sương mù. Đó, nó cũng khá là giống rồi. Nó cũng trang bị rất là đầy đủ như nhau. Giá cả thì nó không chênh lệch nhiều. Và phần lốp thì nó nhỏ hơn con T30 này một chút, là nó mâm nó chỉ mâm 13 thôi, con kia mâm 14. Và lốp là 5.50. Sử dụng người khác con kia là chỉ 4 con tắc kê thôi. Còn bên T30 sẽ là 5 con tắc kê, cũng là lớp Kasumina. Và một điều khác biệt nữa là con này là phía trước là gai dọc, còn phía sau là gai ngang. Con T30 thì cả trước và sau nó đều như nhau. Đó là những điểm khác biệt giữa hai xe. Rồi, bên hông xe thì nó cũng trang bị cho mình một cái đèn xi nhan tích hợp bên hông. Gương thì cũng gương nhỏ, kích cỡ nó cũng ngang ngửa rồi con T30. Cũng chỉnh gương bằng lòng trong lòng gương. Rồi, ở phòng bên trong cabin xe đây, em sẽ giới thiệu cho mình xem thử sơ lược rồi nó. Rồi, đó, mình có thể thấy là xe vẫn trang bị hai ghế ngồi. Nhưng mà cái ghế của thằng T30 này, T20 này á, thì nó bọc da nha quý anh chị. Đó, nó bọc da luôn, rẻ hơn nhưng mà bọc da. Nhưng mà cái khoang cabin của con T20 này nó sẽ không bằng con T30, nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn một chút, nhưng mà giống anh chị mình ngồi sẽ thấy cảm giác mà nó chật hơn, không rộng bằng T30. Nó cũng trang bị là điều hòa hai chiều, có nút chỉnh gió, tốc độ gió, nhiệt độ, bật máy lạnh, lấy ra trong cái ngồi, hướng gió. Xe này cũng trang bị cho mình camera lùi luôn nha, trên và cái đầu tích hợp hệ thống đài trên màn hình luôn nha anh chị. Và bôi trang bị 4 cửa gió điều hòa đầy đủ. Ừ. Rồi, cái phần mặt đồng hồ này thì nó sẽ trang bị mình là thấy là có cái tốc đồng hồ hiển thị vòng tua máy Odo. Và tốc độ động cơ, cái tốc độ công tơ mét nó sẽ hiển thị bằng điện tử luôn, khác với lại con T30. Đó, nó thể hiện nhiệt độ nước làm mát và mức nhiên liệu động cơ là cũng khá là đẹp. Em thấy cái màn hình này khá là đẹp, đẹp hơn của con T30 á. Rồi, vô lăng thì nó cũng tích hợp là vô lăng 4 chấu, kề cũng trên vô lăng luôn. Và những công tắc của hai bên cần xô cần thì nó cũng y như con T30 thôi. Cũng bật đèn và bật gạt nước, gạt mưa. Hộp số là hộp số 5 cấp. Một cái 5 cấp tiến và một cấp lùi. Phanh tay. Động cơ. Và động cơ của con này là con T30 đều là động cơ 1.5 lít nha quý anh chị. Rồi. Gương này cũng gương chỉnh điện. Gương cũng gương chỉnh điện như con T30 thôi. Rồi. Rồi đi vào phần kích cỡ thùng xe của con này thì mình có thể quan sát thấy là đây là thùng lẫn. Đó, nó có khung xương, rồi thùng từ nhà máy luôn nha quý anh chị. Xài nhập sống. Đó, một cái thùng khá là đơn giản cho những anh chị mà mới khởi nghiệp hay là chở những hàng hóa đi trong thành phố nội thành. Đó, mình một cái xe này quá hợp lý. Kích cỡ thùng của xe này sẽ là chiều dài là 2m690, chiều rộng là 1m440, và chiều cao của con này thì là 350 cm, của cái chiều cao của thùng lửng này nè. Mình có thể thấy là cái kích cỡ thùng nó sẽ nhỏ hơn với lại con T30 rất là nhiều, nên cái giá thành của nó sẽ là khác biệt như vậy. Rồi, thì vừa rồi á, em cũng giới thiệu cho mình về cả hai xe Dongben T30 và T20. Thì quý anh chị mà có xem clip á, thấy mà xe có em giới thiệu, thấy xe có hợp nhu cầu với mình xe nào á, thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại mà em để ở dưới để mà em có thể tư vấn thêm và báo giá chi tiết và lăn bánh và tụ cụ thể từng tỉnh thành luôn, để cho mình có thể nắm kỹ hơn. Rồi, em cảm ơn quý anh chị và các bạn đã vừa theo dõi video vừa rồi, các em cảm ơn ạ.